Hello mọi người, hôm nay Ngọc Huyền Shop xin giới thiệu với mọi người một dòng sản phẩm, đó là hàng dòng lồi chiên xào rán và một số loại lồi lẩu mini được sử dụng tại Nhật rất là thường xuyên. Bởi vì không khí Nhật thì là rất là lạnh nên là họ thường xuyên ăn các cái đồ nóng như là xào rán, chiên nấu lẩu. Thì hôm nay bên em vừa hoàn thiện xong được khoảng tầm hơn chục em, là tất cả những dòng size tương đối to, sẽ gửi đến mọi người. Em sẽ đi chi tiết sơ lược để mà hiểu sản phẩm hơn. Ok, đầu tiên là lên một em Parasolic này. Đấy. Dòng này là dòng để các bạn xào lẩu và chiên nhé, rất là to. Chiều ngang của nó này nó vơi vào tầm 50 phân luôn. Đấy, mọi người nhìn này. Với đây là chảo, một cái chiếc chảo nướng này. Đây là cái căn nguồn vào chảo nướng này, rất là to dày. Và cái này bằng gang mọi người nhé, bằng gang luôn. Đấy, em cho nghe tiếng kêu với này. Đấy. Gang cực kỳ dày, một cái này rơi vào tầm 3 kg, bán xong vụn cũng được, nặng luôn. Anh em nghe trong kêu biết rồi. Đấy, được trên được một lớp sơn chống dính nhá, nó rất là đẹp này. Đây là chảo xào lấu này, hay là rán đều được này. Đấy. Còn bên dưới đây là hệ thống may so. Đấy. Các cái dòng gang này thì anh em nào đã ăn cơm nấu bằng bếp gang, bếp củi rồi thì các bạn cảm thấy cái độ giữ nhiệt tức là rất là lâu. Dòng này thì các bạn nó có một cái vấn đề là nó không nóng nhanh bằng các dòng đun lẩu từ được, bởi vì nó dùng may so này. Đấy, các bạn phải lấp khoảng tầm 10 phút để nó đủ nhiệt độ đến 250 độ C để nóng cả cái hệ thống này. Thế nhưng mà cái khả năng giữ nhiệt cực kỳ tốt, các bạn không dùng bàn tắt đi, các bạn vẫn có thể ăn nướng lẩu được tầm 10 phút nữa vẫn đủ nhiệt cho các bạn. Đấy, đặc biệt là thế vì người Nhật người ta hay ăn các cái sản phẩm về đồ nướng nên người ta thiết kế rất là cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt rất là dày luôn. Một tay cầm không thể cầm được cái này vào nhá, rất nặng, ít nhất khoảng tầm 3 đến 4 kg luôn. Mình không cân ở đây nhưng mà mình ước lượng tầm đấy luôn. Đấy, lắp lại đây. Đấy. Mình sẽ giới thiệu vài hãng cho bạn, cho các bạn biết thôi, tại vì nguyên tắc hoạt động cũng đều như nhau thôi, nó đều có may so ở dưới và các cái em gang ở các cái thay nướng ở trên. Đây là em Tiger này, cũng là dòng, rất là dòng to. Đặc biệt em này thì thêm đây anh em làm bánh này, các bạn pha bột, các bạn đổ bánh đây là xong này. Ở dưới đây cũng là một cái chảo thì anh em xào lấu này, ở dưới cũng là may so luôn. Đấy, cực kỳ là lặng. Dòng Tiger này, và tất cả các bọn này thường thường đời từ lầm năm 95, 96, 97, 98 rất là nhiều. Đây ví dụ em này, em này là năm 09 nha mọi người nhá. Đời tương đối là sâu, nó rơi vào tùy những con, nó rơi vào tầm 10, 11, có 25 luôn. Nhưng các bạn là vẫn đảm bảo cực kỳ hoạt động, vẫn hoàn hảo luôn, mỗi lần ok. Đây là một lồi lẩu này, thương hiệu Tiger này. Dòng này được khoảng tầm 5 lít, dòng này dòng to mọi người nhé, lồi lẩu to này. Đây trên là một lẩu này, dưới lại là một lồi để các bạn rán này. Đấy. Và dưới nữa là các bạn một lồi cho bạn để xào lấu này. Tất cả đều bằng gang luôn, rất là lặng. Rồi nghe dày, cái này nặng khoảng tầm 1,5 kg. Đây dưới là hệ thống may so làm nhiệt đây. Đấy. Người Nhật thiết kế rất là tỉ mỉ luôn, đủ các cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Dòng này là nồi lẩu to luôn, trên là được đậy bằng lăng kính luôn, rất là nặng. Dòng Tiger, dòng này được 5 lít nhé, dòng to, anh em ăn 6-7 người thoải mái luôn. Mình xin đi vào thêm vài con nữa cho mọi người hiểu. Đây là một dòng thương hiệu Hitachi này. Dòng này thì lắp bằng trên này là bằng không phải bằng kính mà đây là bằng dạng tôn, tôn pha thép này đấy. Dòng này chỉ có một lồi này ra lăng luôn, vừa rán xào lấu lớn đều được. Thương hiệu Hitachi luôn. Công suất tầm 1350W. Rất là nặng. Phím điều khiển phía trên đây. Đấy, ok, tiếp theo một em thương hiệu Joji. Mình giới thiệu vài hãng cơ bản cho mọi người biết nhé, thì nguyên tắc hoạt động đều nhau cả hãng Joji nữa này. Lắp trướng bằng tôn này, có hai khay này, một khay lướng này. Đấy, dưới đây là một khay xào lấu này, đơn giản vậy thôi. Ok, đây một em thương hiệu Sáp đây này. Đây thương hiệu Sáp này, cũng rất là đẹp. Tất cả các sản phẩm bên mình đều lựa chọn các cái lớp chống dính gần như đẹp 90% mà lên, đảm bảo với con anh em anh dùng có thể 5-15 sau không bao hỏng. Điện
Điện xoáy áp dụng là 100V nhé, công suất trung bình từ 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5. Đây cũng là một em nữa đây, em ấy cũng là em Joji đây. Đấy. Mình đa số là gồm những là hai khay nhé, một khay lướng này, một khay xào. Đấy. Rất là dày, tất cả khay đều bằng chế tạo bằng gang hết nhé, được một lớp chống dính này. Đây là một nồi nữa này, em này thương hiệu Joji này. Đấy. Em này thì lòng sâu hơn một chút, có khoản có thể xào lấu được, thằng có thể ăn lẩu nhưng mà lẩu cạn thôi, không có nhiều nước. Đấy, ở dưới này. Đấy. Anh em cứ để ý mà cứ có cái đế nhờ kiểu dạng kiểu này là nó thiết kế dành cho nồi lẩu, còn dạng may so dạng xương ống thì thiết kế cho dạng chảo lướng nhá. Đấy, đơn giản thôi, cũng là loại lẩu nhưng là lẩu thấp. Về dung tích thì nó được khoảng tầm 3 lít nhưng mà nó cái chiều cao lòng nó lại ngắn, này chỉ được khoảng tầm 2 đốt tay thôi. Ok, tiếp theo này, một thương hiệu lứa này, đây cũng là một thương hiệu Toshiba này. Đấy, đủ cái thương hiệu nhá. Em này thì là chỉ có một lò lướng thôi, đấy, à một khay thôi. Tiếp theo một thương hiệu lứa này, Mitsubishi đây, em này đập hộp nhá, đập hộp 100% luôn, đấy, chưa sử dụng, hộp lá của em bắt đi rồi, trông rất là mới, gần như là 100%, gọi la lưu đi cho dễ. Đấy, cả cái dây này, đấy, rất là đẹp, lòng chảo to. Đấy, bên dưới này, đấy, đẹp như này luôn. Để mình sẽ mở xem lăm bao nhiêu. Con này đập, con này mới tinh nhá, không dùng nhá. Có cái vỏ em mất đi này. Mọi người sinh năm 94 bạn ạ, tức là người ta quên dùng rồi. Đấy, còn rất là đẹp luôn, còn là 95%. Ok, còn thương hiệu nữa nhỉ? À đây, một thương hiệu Sanio này. À đây em sáp này, đây em sáp này, em sáp này hai khay này, khay lướng này trên này, một khay xào lấu ở dưới này, đầy đủ các thương hiệu luôn. Tiếp em Tiger cũng hai khay này, đây mình sẽ đến một em Sanio này đi, cho nó khác lạ một chút. Em này to, em này đường kính của nó khoảng tầm 38, 39 như đấy, gồm hai khay nhá, dây này, dây tất cả đều dây zin xịn nhá. Ồ, quá đẹp luôn, lướng này, một khay lướng ở trên này, một khay rào xào dán ở dưới này, may xoài, đẹp gần như 95% luôn. Ok, em này quá đẹp luôn, em này anh em lướng 6-7 người ăn thoải mái. Ok, tiếp theo xem nào, còn em nào nữa. Đây, một em lồi lẩu mini đấy, dành cho hai người, em này mới tinh luôn nhá. Đấy, đúng phong cách lẩu của Nhật đây. Đấy, có hai lồi nhưng một lồi này, này. Đấy, và một lồi dưới này nữa, mới tinh luôn mọi người nhé. Em này dung tích chỉ được tầm 3 lít thôi, để dành cho hai vợ đôi vợ chồng ăn lẩu thì thoải mái, tiết kiệm được. Đấy. Đây, cái dây mới tinh luôn, trong này giống mini nhỏ của bạn thôi, nồi bằng gang hết mọi người nhá. Ok, xem còn em nào nữa nào. Đây em Tiger thì mình giới thiệu rồi này, cũng là một Joji nữa này, dòng này dòng một lồi này. Ok, đấy là mình đã tổng quát qua cơ số những em lồi thì gồm các thương hiệu như sau: Tiger này, Pala này, Joji này, Hitachi này, Mitsubishi này, Sanio này, đấy, toàn bộ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản luôn. Ok, anh em cần liên hệ với em qua số điện thoại 0979 665 264. Đây là những em lọc ra, còn anh em là muốn mua buôn thì bên em sẵn hàng có khoảng tầm 100 còn các loại, còn anh em nào mua lẻ thì bên em đều bán cả. Số loại em là 0979 665 264. Xin chào mọi người ở các video tiếp theo.